nhân, nghĩa, lý, trí, tín là đạo của người quân tử. Lương tâm và tri thức là đạo lý của người đen tạc. Trước khi xây dựng những công trình lớn mạnh, đen ta luôn xây dựng nền móng vững chắc từ những con người nơi đây bằng lương tâm và tri thức. Từ Pháp ngàn năm núi cao sông dài vang hòa hình nước non. Từ Pháp từ tâm nét công nét thẳng vang hòa người xưa, người xưa. Từ Pháp ngả nghiêng bầu rượu tình người nặng tình quê. Từ Pháp vườn bay lắng nghe huyền thoại. Lương tâm là tình yêu nghề, trách nhiệm và sự đoàn kết. Tri thức là kiến thức, luôn được những con người đen ta ham học hỏi, vun đắp ngày đêm. Lương tâm và tri thức được truyền thụ từ lớp người này sang lớp người khác của đại gia đình Delta như một chân lý bất hủ, tạo ra sức mạnh vững chắc của sự thành công. Từ Pháp ngàn năm núi cao sông dài vang hòa hình nước non. Từ Pháp từ tâm nét công nét thẳng vang hòa người xưa, người xưa. Từ Pháp ngàn ngả nghiêng bầu rượu tình người nặng tình quê. Từ Pháp vườn bay lắng nghe huyền thoại kể lại. Xuân hồng như nắng hạt tím như mưa, thu vàng như lá khô, đông trắng là mẹ mặt em trái xoan mặt tôi chữ điền. Từ Pháp ngàn năm núi cao sông dài vang hòa hình nước non. Từ Pháp từ tâm nét công nét thẳng vang hòa người xưa, người xưa. Khắc họa ra khí chất của người quân tử bằng năm chữ nhân, nghĩa, lý, trí, tín. Khắc họa ra khí chất của người đen ta
chỉ bằng hai chữ: lương tâm và tri thức.